Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bông Kiếp ở đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái trò survival. Và mình ở trong đây. Và nếu mà các bạn có cái account trong Roblox thì mình sẽ gửi cái link nha. Có cái gì cơ? Chạy lên. Không, thật chất thì mình biết rồi. Mình nói vậy cho nó vui thôi. Cứ và các bạn nên nhớ TNT đã vô. Có NDN thì mơ. Ê, bây giờ lên tên lửa kìa. Mọi đừng lên, bà ngốc. Trước tao lên, cái là bay lên cùng trăng luôn. Nhưng mày chết đó con. Ừ, biết rồi. Mày không sống sót đâu, để tao lên thử coi. Đây. Tao giàu đây nè. Ê, đừng. Ui. Rồi, nó bay luôn rồi. Ê, tao còn một chút xíu máu rồi. Và các bạn, đây là Hollywood 123, đây là NTN Gamer. Đó. Nó bay luôn rồi. Và trong video này, NTN Gamer đã góp sức cùng với mình. Ê, chị à. NTN Gamer đã góp sức cùng với mình làm video. Cho nên mình sẽ để cái link channel của NTN Gamer. Các bạn nhớ subscribe cho mình và bạn đó luôn nhá. Ok, và quên bạn nó không có channel. Mình đang giỡn thôi chứ thật ra coi mà nhớ like và subscribe cho mình đấy. Ok, và bây giờ cái nhà nó bị cháy rồi, mình phải chạy ra ngoài an toàn nhất. Và NTN Gamer đâu? Đây nào, đây là thanh niên ngáo nhất năm. Ôi, chết rồi mày ơi, chạy mày ơi. Ơi, coi chừng mày chết á. Ui. Mày chết à. Thôi, đi tránh ra. Ui, tránh ra quá, tránh ra. Đừng cứ bước vô cái thẻ. Đừng cứ bước vô cái thẻ. Đứng ở chỗ tao nè. Rồi, thanh niên. Chỗ này an toàn nè. Thanh niên kia đai luôn kìa. Tao vô luôn rồi nè. Ui, nó chạy hết cái thảo đó mày ơi. Ừ, nó rồi, nó chạy xiên luôn. Mất mạng luôn kìa. Gì, chết luôn rồi hả? Mày mất mạng kìa. Ờ, biết mà. Ủa, mày có dính gì đâu ta? Nãy tao dính lửa. Ok. Trời. Và NTN Gamer rất là ngu, nó còn già và đóng cháy mới xong nữa. Ok, và mình đã một trong những người sống sót rồi. Ok. Đấy, mình đã sống sót rồi mà còn nhìn chút đây, xíu máu. TNT Gamer đấy. Ok, và một bóng kit Gamer đứng đầu luôn. Yeah. Lần sau, yes. Nó giỡn thôi chứ mình đồ đấy, mình làm gì để mà nó reset lại cái này cho mình. Reset máu lại. Reset máu lại để trước khi chơi cho nó ăn đây. Khôi lê quyền đâu. Khôi lê quyền. Ủa mày em có mấy cái này nó cao quá mày ơi. Mấy cái này nó cao. Hôm trước người tao đứng nhất không á. Đây là tiệm gì đây? Ra sau đi, ra đằng sau á. Biết, nhưng mà để tao coi cái này đường trước tiệm gì quên rồi. Supermarket. Nói chung là Supermarket, Robotmarket. Ok, không nói nhiều, chúng ta sẽ vào cái này. Ủa sao thanh niên này vẫn mặc cái đồ tù ta? Trời ơi, đạp cái độc. Thanh niên chơi chọc người ta. Ta chọc mày luôn. NTN Gamer. Đứng trong này an toàn rồi ba. Xuống ba ơi. Mưa hả? Không, nó quăng bom hạt nhân á. Đâu ba cái này? Đâu đúng rồi. Ủa cái này mà bom hạt nhân, cái bom này núi lửa mà. Đâu ra? Núi lửa khác, cái này bom hạt nhân. Cái này thiên thạch. Gì đó? Thạch. Ui. Bom hạt nhân này khủng thiệt. Chết. Ok, mình sẽ chui xuống căn nhà để mà sống sót. Ủa vậy cũng mất máu nữa. Đừng vô nhà nha. Tao không tin mày đâu, biết đi. Nó đứng trong góc tao bán hàng. Nhìn nè. Chết. Trời ơi, nó đập mặt thẳng cái mặt tao luôn. Trời ơi, số nhỏ vậy. Ôi, bán ngàn cái chút xíu mà đập. Ôi, tao bị kẹt rồi. Bán hàng tiếp mày ơi. Cái quán nó dẹp rồi. Cái quán của tao bị dẹp rồi. Ủa mày đâu ơi, tao bị kẹt rồi. Không, nó rơi dính chỗ tao luôn. Ui, các bạn thấy mình đứng kẹt không? Ghê. Các bạn thấy mình kẹt rồi. Ôi đấy, ok, mình lớn được rồi. Và thằng NTN Gamer đâu, đang ở đâu vậy? Chưa, để mình nhảy bắt co lên. Ôi, tao lên trên mái rồi nè. Vậy kìa, biết đường nào lên luôn.
Ồ, của thanh niên này mình phải giúp thanh niên rồi. Thanh niên này khá này bị tổn thương, này bị tổn thương rồi. Đó, thế mình giúp cho mày. Mình chắc là đạp đầu, đạp mặt nó sắp mặt luôn. Ai, ai. Có gì đâu, tao biết cái lên mà. Oh yeah, và mình đừng đứng hàng cuối. Reset đi, reset đi. Reset gì mất có chút xíu rồi bà. Không cần. Oh yeah. Ok, và mình đã sống sót màn 2. Ok, và tiếp tục mình sống sót tiếp. Các bạn biết không? Em đang chuẩn bị. Ủa, mình nhớ mình cao điểm không mấy đứa này, có lẽ mình phải đứng mấy. Các bạn biết không? Trăm mấy điểm. Em chỉ được cái cách nó phép thôi. À, trong ạc kia kìa. À, coi gia khôi 1, 2, 3, 4 á. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. À, có 100 mấy điểm á, đứng hạng nhất chắc luôn. Ok, mày, AK mày chơi nhiều, giờ mình chuyển ạc chi. Tao bị hạc cho nên ý chuyện. Ôi, mấy thằng này lái xe ngu thiệt chứ. Ờ, khôi tao lên đây rồi nha. Vậy, lên nào. Lên nào. Từ. Mày hé tao đứng đầu tiên ở trên mái cao nhất không? Không. Tao đang nhảy nè. Tao nhảy. Ủa, con nhỏ này nó làm gì vậy? Con nhỏ này có ý đồ nha. Đi. Ờ, ý là kiểu mà nó đẩy tao rớt xuống không? À. Ủa, tao thấy mày đâu kìa. Không, phải. À, núi lửa kìa. Chết rồi. Cái này động đất. Ờ, động đất. Lắc. Ôi ơi, tao mất mạng rồi. Động đất kìa, lắc rồi. Ôi, động đất á, lên càng cao càng tốt ba. Ờ, để tao lên càng cao. Để tao dậy bắt co cho nó. Ok, tao lên tuốt cái trên luôn rồi nè. Gì? Ôi, kêu tốt. Đâu? Cái nó giỡn á, tao lờ mà tao đâu có ngu đâu. Tao đang chạy ở dưới á. Giờ tao muốn lên cao lắm luôn. Ok, các bạn thấy động đất không? Các bạn thấy động đất không? Nó cuốn mình đi luôn nè các bạn. Các bạn thấy chưa? Thấy gì chưa? Đó, nó thấy nó ui. Nó cuốn mình ra ngoài. Nó cuốn mình ra ngoài. Ui, trong đây nó cuốn thiệt. Các bạn nghe cái thằng nào khác xa hay thằng nào muốn cái đái cao quá. Tao lên cao nhất rồi. Đâu? Ôi, thanh niên. Trời. Thanh niên. Rớt xuống rồi. Thanh niên à. Dễ, sống sót dễ lắm đó ba. Ôi, thanh niên à. Ờ không, cái màn này sống sót thì dễ thiệt, nhưng mà sợ gắt mấy khúc mệt bị rớt á. Rớt chứ, nhảy bắt co thôi. Ôi da, ôi da. Bắt cua. Ôi, bắt cua được rồi, ok. Bắt cua lên tới đỉnh luôn. Ở đây nè, đây. Đấy. Mình cứ bị tuột ra hoài vậy đấy. Không hiểu sao mà cứ bị tuột ra hoài. Ok, ta lên tới đỉnh. À. Anh thắng rồi. Ok, và mình đã thắng rồi. Hôm nay thì ô khó lê bông. Hello. Và em kia mới đứng đầu thôi các bạn. Ui, mình đứng ngẹn cũng gần bét luôn. Ui, chung là bét rồi. Nói chung là bét. Thôi, hôm nay mình reset nha. Tại vì các bạn không reset á, cái màn sau mà bạn rớt thì các bạn chết. Nhưng mà bạn nên reset. Ai chả biết. Ủa, ai chả biết do tao thức giới thiệu ấy. Ủa cái gì vậy? Wow, một cái chạm xăng. Chạm xăng hả? Wow, một chạm. Khoan, cái chừng flash luôn đó mày. Ủa, thanh niên này vào xe chở được không nè? Ừ, xe chở được mà. Ui, tao có xe nè. Lên xe. Ủa, mấy nhỏ này dành xe dữ vậy ta? Tránh ra để tao bắt. Dành xe dữ vậy. Tránh ra. Gì vậy? Đúng rồi, cái tội dành xe vậy á. Dạ. Mình đặt đầu mình nghĩ nó đây được. Ồ, thanh niên này cực chặt lóc rồi. Anh em nghe mơ này nó đang nghe. Ồ, trong thanh niên này. Ôi. Ồ, thanh niên này hết là hôn nhá. Chơi vào trong góc, các bạn có biết cách nhảy không? Mình sẽ hướng dẫn đây luôn. Đây, các bạn bấm dấu sẹt và bấm thêm một lần nữa là một cái không? Bây giờ một cái, các bạn bấm y wave là chào. Nè. Hả?
Đó, wave là chào. Ôi các bạn có thấy cái gì không? Mình sẽ chỉ cho. Các bạn có thấy cái gì đây? Cái từ gì đây? Đừng nghĩ. Cái gì vậy? Tầm bậy thì. U, con hội tháp rất là cao. Và wow, quân đội à, kìa. À, biết cái đó rồi. Quân đội kìa. U, yeah, bay trực thăng. Cái ủa, nó bay bị gì vậy? Bay bị khủng. Nó bay được á. Ờ, cái ủa, thằng này. Cái đầu cái lòi ra ngoài mày. Mày đi lấy xe hết rồi. Ê, lên lắm. Ê, tao lái xe luôn. Đi. Bảo cát bà ơi, bảo cát. Ê, lái ra ngoài. Ui, ui, xe tao rớt rồi. No. Chết chưa. Ồ, mà tao đâu chết đâu, tao nhảy ra ngoài kịp thời. Bảo cát nó khó nhìn lắm mà. Các bạn thấy mình nhảy ra ngoài kịp thời nữa không? Đâu chết rồi. Ok, chúng ta sẽ lôi xuống luôn. Ủa, thanh niên kia. Ơ dạ. Ơ dạ. Sandstorm bỏ cát kìa không. Úi trời. Mấy bê dừng thăng rồi. Ơi trời. Bỏ cát này. Đừng có tao lên cao này. Tao lên đừng, cao. Đừng lên cao quá. Ơ à, nó bay em, nó bay. Ủa tính nó đập tao luôn. Ừ nó bay đó. Đừng. Hồi nãy lúc mà tao leo đây nè. Ừ. Tao leo ngay cái thanh này nè. Tự nhiên nó bay cái đập mặt tao cái tao bay xuống. Đó cái đập gì đó. Rồi. Để tao đi tiếp. Ừ đi. Thách nó đập tao được. Ôi, xuống. À, ấy, tao bị lỗi nè, nó không mất mạng. Ừ, tao cũng vậy nè. Ủa, đỏ kìa. Ồ, các bạn có thấy bão cát khá là mờ. Ừ, cái cây nó cao hả? Ô nó đỏ rồi. Lên luôn. Ấy, nó sập mặt tao kìa. Ôi, tao nó sập mặt tao luôn á. Lên luôn, cây nó luôn. Ờ, và các bạn có thể thay, ủa, thì nhìn cái mờ nó đâu rồi. Tao xin. Tí xíu nữa là tao bay ra ngoài đường. Ok, lên. Ơ, bốc máu quá, bốc máu. Chết luôn rồi. Ôi, ui. Chết luôn rồi. Ui à. Chết luôn rồi. Ôi, cái bão này khá là nguy hiểm, mình núp trong góc nào đi. Nguy hiểm mà. Ôi à. Ui. Trời. Bị lỗ xong mà bay mình ra ngoài, các bạn thấy không? Thật là tội cho anh. Thật là trời ơi. Hai anh em đứng nào? Giờ đó. Ôi, lại nữa. Lại cái tên này nữa. Đó mày tìm được tao á. Tìm đi. Đó mày tìm được. Mày tưởng tao không thấy nãy giờ mày đi. Ủa? Ở đâu? Mày tưởng tao không biết tụi mày. Ở đâu? À! Tưởng mày mới bị rớt ở dưới cái bảng sâu này nè. Cái sâu bảng. Ok và Prison. Cái chỗ này ngon nè, là cái chỗ này chụp hình cái vô thù nè. Ê mày nhìn này, nhìn nè, mày ra đâu rồi, mày đâu rồi, mày nhìn này, tao đau lưng nè. Đâu? Ra ngoài. Ủa mày đâu rồi? Rồi sao? Nè ra ngoài nhìn nè. Các bạn nhìn mình nha, mình sẽ biểu diễn nè. Mình rất mạnh, zombie nè. Ủa nó sửa lại hả? Ừ trời, mất máu quá bà. Mất máu nhưng mà nó sửa lại cái này hả? Ờ nó sửa rồi, lần trước có cái gì á. Nó có cái đồ tập mà. Ở trong này nè. Ủa sao đập không được nữa rồi. Các bạn có thể thấy là mình không có đập được nữa các bạn. Thôi, tao vô tù đi. Thôi mày vô mày giải thoát cho tao đi. Ok, tao đi đường khác. Ủa tụi nào mày ơi, giờ sao? Ủa lên lầu. Ơ lên lầu. Ôi Tsunami. Rồi lên lầu với nó chật quay mấy anh em luôn ấy. Tôi sợ cái này đó. Cuốn cái hồi là đi. Cái này mà thấy Tsunami á, tốt nhất đừng đứng đây nè. Đó. Mình đứng như này nè. Đó. Nhưng mà không thích. Lên luôn. Ok, bảo tới. Ê, chứ lúc mà sống tới xong sẽ nhảy xuống nha. Ừ. Thử. Bây giờ lại dính cây đi tính. Yeah. Đừng. Ôi mất cái cây luôn. Vào đây. Ủa sao cái chỗ này không lay động gì luôn. Từ từ nó chưa có làm hết, nó chưa có quét hết. Đó. Ơi. Ôi tí xíu nữa là. Ủa tao lòi ra ngoài, tao bị lòi ra ngoài luôn. Tí xíu nữa là tao ra, tao rớt xuống dưới rồi. Ui ơi tao bị bay lên cao nữa. Gì kỳ vậy. Ôi tính ra mình bị chết luôn rồi. Ok thì thôi cái video của mình ở đây là kết thúc.
Nếu mọi người thích thì nhớ để cho một like, một subscribe và share và comment. Chào tạm biệt mọi người. Ủa hồn này cả tấm không bố? Bay mình ra ngoài các bạn thấy không? Thật là tội. Thật là tội cho anh. Thật là tội. Hai anh em đứng nào? Vậy đó. Ơi lại nữa. Lại cái tên này nữa. Đó mày tìm được tao á. Tìm đi. Tìm đi. Đó mày tìm được. Mày tưởng tao không thấy nãy giờ mày đi. Ủa? Ở đâu? Mày tưởng tao không biết tụi mày. Ở đâu? À! Tưởng mày mới bị rớt ở dưới cái bảng sâu này nè. Cái sâu bảng. Ok mà. Reason. Cái chỗ này ngon nè. Là cái chỗ này chụp hình cái vô thù nè. Ê mày nhìn này, mày ra đâu rồi, mày đâu rồi, mày nhìn đây này, tao đã lên lưng nè. Đâu? Ra ngoài, ra ngoài. Ủa mày đâu rồi? Rồi sao? Nè ra ngoài nhìn nè. Các bạn nhìn mình nha, mình sẽ biểu diễn à. Mình rất mạnh, zombie nè. Ủa nó sửa lại hả? Ừ trời, mất máu quá. Mất máu nhưng mà nó sửa lại cái này hả? Ờ nó sửa rồi, lần trước có cái gì á. Nó có cái đồ tập mà. Ở trong này nè. Ủa sao đập không được nữa rồi. Các bạn có thể thấy là mình không có đập được nữa các bạn. Thôi, ta vô tù đi. Thôi mày vô mày giải thoát cho tao đi. Ok, tôi đi đường khác. Ủa tụi nào mày ơi, giờ sao? Ủa lên lầu, lên lầu, lên lầu, lên lầu. Ờ lên lầu, lên lầu. Ôi. Tôi xin em mi. Ôi, lên lầu, không lên lầu, cái này chắc quay mấy anh em luôn ấy. Tôi sợ cái này đó. Cuốn cái rồi là đi. Cái này mà thấy tôi xin em mi á, tốt nhất đừng đứng đây nè, đó. Mình đứng như này, đó. Nhưng mà mình không thích. Ôi. Lên luôn, lên đây luôn. Ok, bảo tới. Ê, chứ lúc mà xong tới xong sẽ nhảy xuống nha. Ừ. Thử. Bây giờ, nhảy dính cây đi tính. Nhảy. Đến. Ui, mất cái cây luôn. Vào đây. Ủa, sao cái chỗ này không lay động gì luôn? Từ từ, nó chưa có làm hết, nó chưa có quét hết. Đó. Ơi. Ôi, tí xíu nữa là. Ủa, tao lòi ra ngoài, tao bị lòi ra ngoài luôn. Tí xíu nữa là tao rớt xuống dưới rồi. Ui, ấy tao bị bay lên cao nữa. Gì kỳ vậy? Ôi, tính ra mình bị chết luôn rồi. Ok, thì thôi cái video của mình ở đây là kết thúc. Nếu mọi người thích thì nhớ để cho một like, một subscribe và share và comment. Chào tạm biệt mọi người. Ủa hồn này cái tấm không bố?